Mà vô. Mẹ ơi, cho con chơi thử nha. Con cảm ơn mẹ, cháu gửi chú. Cháu chọn đi. Chúc cháu chúc chị may mắn. Chị cảm ơn. Nhìn hai đứa chơi vui quá. Đúng vậy. Và Hoàng Quân mãi chơi quá rồi, bố mẹ sẽ lo lắm đấy. À, chú ấy đâu rồi? Ở đây là đâu? Em đừng khóc mà, chúng mình bị lạc rồi. Không được, mình phải mạnh mẽ để bảo vệ Hoàng Quân. Chị dắt em đi tìm bố mẹ nhé. Liệu hai bạn nhỏ có tìm được bố mẹ của mình không đây? Bố ơi, mẹ ơi, phải làm sao đây? Khi nào con bị lạc, con nhớ thả diều lên cao. Khi đó mẹ sẽ tìm được con. Nhớ chưa nào? Chị sẽ thả con diều này lên. Yeah! Cố lên chị ơi. Yeah! Em nằm nghỉ đi, chị sẽ thức bảo vệ em. Cảm ơn cô nha. Không có gì, mình về thôi con. Hoàng Quân, Hoàng Quân. Quỳnh Chi, con ở đâu? Liệu mẹ của Quỳnh Chi có nhìn thấy con diều mà cô bé đã thả không đây? Hoàng Quân! Hình như là con diều của Quỳnh Chi mà. Nhìn kìa, tôi biết tìm hai đứa ở đâu rồi. Ê, mẹ ơi! À, con gái! Con có sao không? Con làm bố lo quá. Chị đã bảo vệ con đấy ạ. Cảm ơn cháu nha. Không có gì đâu ạ. Số trúng thưởng sẽ là số 6. À, mình không trúng rồi. Không sao đâu con, lần sau con sẽ may mắn hơn thôi. Dạ vâng ạ. Bố ơi, con có ý này. Bố đồng ý. À, thế đó. Em tặng chị này. Đây là phần thưởng cho sự dũng cảm của con. Nhưng mà... À, con hãy xem đi. Số 9 đã thành số 6 rồi đây. À, con nhận đi. Yeah, mình đi thôi. Cảm ơn anh. Đi chậm thôi con. Các bạn hãy nhớ luôn ở cạnh bố mẹ khi đi ra ngoài nhé. Nếu không may bị lạc, chúng ta cần bình tĩnh, sau đó tìm những người có đồng phục như công an, bảo vệ để nhờ giúp đỡ. Tuyệt đối không đi theo và nhận đồ của người lạ nhé. Hình như là chỗ này. Wow, ở đây có nhiều đồ chơi đẹp quá. Mình đang chọn cái nào bây giờ nhỉ? Wow, chiếc xe tăng này đẹp chưa này. Ủa, cái hộp gì kia? Không biết bên trong có gì nhỉ? Wow, là một cây đũa thần. Ủa, còn tờ giấy gì đây? Hướng dẫn sử dụng. Đọc câu thần chú ba la, mọi điều ước sẽ thành sự thật. Wow, nếu vậy thì mình phải sử dụng ngay thôi. Mình sẽ dùng nó làm thật nhiều việc tốt. Mùi gì thơm vậy nhỉ? Mia ơi, cậu có muốn có nhiều xúc xích hơn không? Nhiều xúc xích thật á? Tớ đồng ý. Cậu cứ để tớ. Ta-da, ba la, biến cho ta thật nhiều xúc xích nào. Ủa, xúc xích của tớ đậu rồi. Nó đèn cậu đây. Cậu đừng lo, hãy nhìn này. Wow, nhiều xúc xích quá. Ngon quá. Vậy chúng mình cùng ăn thôi. Công nhận ngon thật. Hả, cậu nhìn kia. Ồ, là máy bán hàng tự động. Wow, chúng mình ở đó xem thử đi. Khoan đã. Xung quanh không có ai cả. Wow, cái máy này to thật đấy. Ủa khóa, ừ. Chó
áo bên trong phải có nhiều tiền lắm đây. Ôi không, kẻ xấu đã phá được khóa của máy bán hàng tự động rồi kìa. Hôm nay mình gặp may rồi. Lấy nhanh rồi chuồn thôi. Đang trộm lấy hết tiền trong máy bán hàng rồi, giờ mình phải làm sao? Tôi cũng không biết nữa. Tôi có cách rồi. Ứng ba la, biến. Ôi, sao mình không di chuyển được thế này? Thang hơ, tên trộm đã bị bắt lại rồi. Ê, trả túi tiền lại đây. Mà đã báo cảnh sát rồi, người xấu như cậu đừng hòng thoát. Cậu sẽ bị bắt thôi. Ai, mấy cái đứa này. Ôi, ôi không, Layla làm hỏng cây đũa thân rồi. Thôi sao? Phép thuật trói buộc tên trộm cũng biến mất. Layla và Mia đang gặp nguy hiểm rồi kìa. Hai cái đứa này. À, cô cảnh sát đến rồi kìa. Không, hai người đàn hồng lừa được ta. Ôi không, mình mắc bẫy rồi. May quá, hắn bị bắt rồi. Giỏi lắm, cảm ơn hai cháu nhé. Cả hai thật là dũng cảm. Dạ không có gì ạ. Thả ta ra. Mau lên xe. Tạm biệt cô cảnh sát. Tạm biệt hai đứa. Trên thế giới luôn có những điều kỳ diệu thôi thúc chúng ta khám phá ra chúng. Hành trình đó sẽ đắp nặng cho chúng ta những phẩm chất đáng quý. Đó là thỏa thích sáng tạo, tìm tòi phát triển và quan trọng nhất là dũng cảm vượt qua những khó khăn. Chỉ cần đồng lòng thì không gì là không thể làm được. Tại một ngôi làng nọ. La 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 la. Ủa? Bà ơi, để cháu đưa bà về nhé. Được, được. Tới nơi rồi. Giỏ của bà đây ạ. À. Cháu ngoan quá, bà cảm ơn nhé. Dạ, cháu chào bà ạ. À. Ta có cái này cho cháu. Chỉ cần cháu chạm vào một cánh hoa, mỗi điều ước sẽ thành sự thật. Thật sao? Nhưng mà, ủa, bà ấy đâu mất tiêu rồi. Thôi, mình cứ mang nó về nhà đã. Bông hoa này thật sự thần kỳ như vậy sao? Mình phải thử mới được. Ngon thật đấy. Wow, mình cũng muốn được ăn kem nữa. Hay là mình ướt luôn nhỉ? Ướt gì mình cũng có kem để ăn. À, hoa kem hiện ra thật này. Kem vừa thơm lại vừa mát. Thích quá. Thơm quá. Ôi, ôi. Ủa, bố. Bố ơi, bố có sao không ạ? Chân bố đau quá. Bố đợi con một chút. Bố ơi, để con băng bó cho bố nhé. Ừ, con giúp bố nhé. À. Bố ơi, đau lắm hả? Ừ, bố đau lắm. Cái sẽ phải làm gì để giúp bố đây? À, bố đừng lo, con đã có cách để giúp bố hết đau rồi. Thật sao? Vâng ạ. Bố xem nè. Ước gì bố mình hết đau chân. Ơ, chân bố hết đau thật rồi này. Bố còn đi lại được nữa rồi. Ồ, tuyệt quá. Wow, cánh hoa này thật thần kỳ. Chân bố khỏi hẳn luôn rồi. Cảm ơn con gái nha. Hôm nay con còn làm được một việc tốt nữa đấy ạ. À. Tại cửa hàng đồ chơi. Đồ chơi đẹp quá. Hay là mình ướt nhỉ? Mình sẽ ướt. Ơ, tiếng gì vậy nhỉ? Cô ơi, sao cô lại khóc vậy? Cô bị lạc mất con gái rồi. Nhìn cô ấy đáng thương quá. Ước gì cô tìm được con gái của mình. Hả? Mẹ ơi. Con ơi, con gái của mẹ. Mẹ ơi. Cảm ơn con đã giúp cô tìm lại con gái của mình nha. Chào chị đi con. Tạm biệt chị. Tạm biệt. Con vui lắm bố ạ. À. Con gái của bố giỏi quá. Bố có một món quà thưởng cho con đây. Con nhắm mắt lại đi. Tên tên. Wow, là máy bay điều khiển từ xa này. Con cảm ơn bố. Phiêu, bay cao nào. Bay cao nữa nào. Phần đẹp nhất trong cuộc đời của con người là những hành động tử tế. Đó làm cho chúng ta hạnh phúc, giúp chúng ta cảm nhận được yêu thương, dạy cho chúng ta phải sống vì tha. Lòng tốt không bao giờ là uổng phí,
vì khi cho đi, ta sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì ta đang có. Vậy nên, các bạn nhỏ ơi, hãy giúp đỡ những người đang gặp khó khăn khi họ cần tới mình nhé.